quay nguyên 2-3 con gì đó cho nó dễ tính con đi, chứ phim trường nhiều quá tính ký tính dễ sao tính. Tính con đi. Trời ơi chơi lớn vậy. Rồi anh làm vì đam mê, còn em nói em mua vì mê anh. Trời ơi. Em yên tâm đi, đợt em dơ nhưng mà chị có dư tiền để thuê 100 thằng quét cái dơ đó đi. Quét cái dơ đó đi. Hiện tại là chuẩn bị quay cái vòng bán kết là đội Liên Vũ Lâm, Khả Như với lại Kim Thư Kiệt. Một đội còn lại là Lý Nhân Kỳ với hai bạn trợ lý. Lý Nhân Kỳ hôm nay đi tới đâu là có cu ly theo tới đó. Đó, còn Vy thì bây giờ hiện tại là đội hình quay phim đang cá cược với nhau là một cái lẩu dê bên quán của tôi là đội Lâm thắng. Đội A. Đội A, đội Liên Vũ Lâm đó. Đội A, đội A, đội A. Mọi người từ đãi nhau. À, mọi người từ đãi nhau. Không, còn... đội B mà thắng. Có ai đãi muốn đậu à? Đội B thắng là đãi muốn đậu. Không một ai anh ạ. Ủa vậy mình chơi để làm gì tụi em? Nhưng mà câu hỏi hôm nay cờ đó chị. Cả mà câu hỏi hôm nay là liên quan tới thời trang và hộp xoàn. Đó. Hộp xoàn bao nhiêu ký? Nước ép bao nhiêu tiền? Ba Excellent bao nhiêu tiền dạng vậy đó? Ok. Ok không? Ok em béo hết chân rồi nè. Nhưng mà cái câu hỏi giờ mà dòng sao là liên quan tới livestream. Thôi ơi, trời ơi, thôi 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 thôi. Nếu Lý Nhật Kỳ nói là nếu đội Lý Nhật Kỳ mà thắng buổi tối hôm nay là Lý Nhật Kỳ bao hết đoàn phim luôn. Đúng rồi. Chị có dư tiền để thuê 100 thằng quét cái dơ đó đi. Quét cái dơ đó đi. Trời ơi. Tiền là tất cả. Ủa mà đãi gì? Đãi gì? Đi qua anh Giang hả anh? Trời ơi. Anh ủng hộ anh chứ. Anh nói anh. Quay về chung ơi. Nói. Có một cái nghệ sĩ nào mà thương miếng cơm gia đình tôi bằng Lý Nhân Kỳ. Đúng. Em chia sẻ. Dù thắng hay thua vẫn dắt đoàn phim qua bên quán về ăn. Đúng. Chị luôn anh. Tối nay luôn á. Anh chụp chị thuộc địa chỉ không? 77B Hoàng Thụ. 77B Hoàng Thụ. Ok. Ân tình này chết đi bụng sống ăn theo. Nghe nè, em thua anh nhớ MC nói những lời danh giá. Hoa Mỹ. Chào nó thua ngày nay không anh phải vì nó không có kiến thức. Đúng. Mà vì nó muốn cho các anh chị em ăn lẩu dê. Đúng. Yên tâm, vì chén cơm gia đình tôi sẵn sàng nói dối. Vì miếng ăn gia đình tôi, vì chén cơm con tôi còn nhỏ. Nó còn khát sữa bú tay. Đúng rồi. Đúng vậy. Nó cần một người gì có hồng sàn. Gì. Anh hãy nhớ nha. Đúng. Vì hôm nay muốn cãi mọi người đang giả thua thôi nha. Đúng vậy. Ok nha. Trời, con bé mặt nó xạo ghê. Go. Okay. Như vậy là mọi toan tính đã đúng như ý định của Lý Nhật Kỳ. Dạ đúng. Chúng ta không cần thắng. Đúng. Tại vì chúng ta bận rộn với đất đai. Đúng. Học sàn, học é rồi. Đúng. Và Lý Nhật Kỳ nói là mời tất cả mọi người hả? Dạ, yeah. Mời hết phim trường. Lý Nhật Kỳ nói là mời hết phim trường. Mấy giờ? Tùy mọi người quay xong. Quay xong rồi cái đường thôi. Ê! Đừng có vỗ tay nữa, coi đang nói chuyện. Mời mọi người mấy giờ? 8 giờ đi. 8 giờ quay xong đi ha. 8 giờ qua bên quán dê ăn. À đây, ai đi ăn dê, giơ tay nào. Bây giờ anh đặt về đi, đặt quay nguyên 2-3 con gì đó cho nó dễ tính con đi, chứ phim trường nhiều quá tính ký tính dễ sao tính con đi. Trời ơi chơi lớn vậy. Rồi gửi bia qua em chuyển xét thôi. Trời ơi nhanh bán con dê xong cực chứ vậy. Ý mà mọi người có ai đi không ạ? Có bao nhiêu người để biết đặt chứ không có chỗ ngồi. Quán nhỏ xíu à. Vậy hả? Giờ anh khóa luôn cái quán lại đi. Ba nguyên quán tối nay mà. Coi như là lúc nào cũng vậy, em đi đâu chơi là em ba nguyên quán vậy đó. Signature. Nhưng mà anh nói câu slogan đi là em không
không phải là thua, không phải vì người ta không trả lời được. Đúng. Mà thua vì họ muốn các anh em làm cực quá. Đúng. Phải rồi. Có bữa ăn cho nó ngon lành cho người ta. Chứ nhà sản xuất cho ăn cơm có mấy chục ngàn phần. Đúng rồi, với lại em ủng hộ quán quán. Ủng hộ quán, thương gia đình. Đúng rồi, đó. Con nhỏ mà, phải nuôi vợ nuôi con. Ờ, thì đó. 8 giờ nha, ai đi giơ tay để tôi biết tôi sắp xếp chứ không qua tràn quá không có chỗ ngồi chết luôn à. Ngồi lại đường luôn. Lại đường bị trật tự đô thị phạt á. Em lo. Phạt thì đóng tiền phạt thôi chứ không. Ê, có gì không có bắt đâu. Thế giờ kỳ bây giờ vậy nè. Bây giờ em qua mua quán luôn đi. Tại em không biết đâu ăn. Em biết. Em mua quán luôn lại. Dạ. Nên anh Giang về anh bán lại quán bao nhiêu tiền em mua. Bán nhiều. Không bán được. Dạ. Anh bán anh phải để lại luôn dàn ekip luôn á. Anh làm gì đam mê mà, đâu phải gì tiền. Hả? Còn, tại anh có vợ rồi còn nếu không là em đáp lại cái câu của anh luôn á. Đừng tưởng nói anh có vợ trong em mua anh luôn chắc không, chết. Anh nói anh có vợ là nên em không dám đáp câu đó. Chứ dù như anh nói là anh làm vì đam mê còn em nói em mua vì mê anh. Trời ơi. Thả thính ghê nha. Nhã Phương ơi chị xin lỗi em, thật ra là do chị muốn thể hiện cái độ thả thính của chị thôi chứ không có gì hết. Em rất thích câu đó, thế nào cũng lên trend á. Anh làm vì đam mê, em mua vì mê anh đó. Thật nha. Sửa lại cái hay liền nè. Em mua vì mê dê. Rồi, như vậy là 8 giờ tối ha. Mọi người ha, Kỳ mời hết ha. Dạ. Đừng ngại ha. Dạ. Không có gì ngoài tiền, đừng ngại. Dạ. Ok chưa? Ok là. Rồi, quyết định vậy đi. Mà ơi, nhớ đón xem chương trình Nhanh Như Chớp bán kết có Kỳ nha. Thua vì đam mê thua chứ không phải là muốn thua. Được. Ủa đâu mình muốn thua chứ không phải là mình muốn thắng. Ồ. Này, đó mặc bộ này tôi dễ dẫn chương trình nè. Rồi đây dễ thương. Dạ chơi không? Em chơi lớn rồi em mặc. Rồi đó anh đem mặc ở đây luôn. Thấy chưa? Trời. Anh đừng chịu. Ok luôn. Nè. Đó. Chơi liền. Trời ơi. Đôi dép anh không đáng chịu. Đôi dép rồi. Okay. Anh Giang mang đôi dép. Anh Giang là star trước giờ rồi. Chị dám mang đôi dép này lên không? Dám luôn. Chương trình cho có anh Giang làm chứng à. Harry nói anh là ông hàng xóm. Ông hàng xóm nhà anh hả? Không, nó nói nhà số nào cũng có ông giống anh vậy đó. Ủa vậy hả? Ủa nhưng mà anh có biết bây giờ đôi dép này quay là trend không? Anh trend. Bây trời giờ trời. Xanh, đỏ, tím, vàng. Trời, ở nhà tôi bầu gì em có. Anh tặng em. Có đem dép theo không con? Tìm đâu lấy cọc tròn về. Chú tìm đâu lấy cọc tròn về. Chú tìm đâu lấy cọc tròn về. Thấy chưa? Đổi một đó. Dép thì là tổ ong. Mà lấy về là lấy lát, dép hồn. Lát cho địa chỉ ship qua nhà. Để đủ các màu nha. Tính ơi lên này đi. Chị Kỳ mang sang bao nhiêu? 35. Chút nhỏ xíu vậy. Trời ơi, chân của để đi thử giày hoàng tử mà. Trời ơi. Tính ra là để của cái đôi chân để thử giày. Đợi chút nha, đợi chút. Bị ói kìa. Em quay kênh Giang có ỏi không em? Có, biết anh Giang ỏi. Ôi xin lỗi. Ba đôi dép cũng ơn Giang chứ. Vừa lòng chưa? Em vừa lòng á hả? Đủ thùng toàn nha. Ai làm được anh? À rồi con. Mai, em thấy 37, 38 chút vừa. Con 37, 38 mai cho chị cả như. Đừng có sao anh ơi. Lắm anh hiểu mà. Xin toàn có chị nhà tiền. Bây giờ hồng sòn ở nhà bà đóng đóng lại còn lâu. Đi tặng dép cho bà. Đâu tại qua thả lọt lội. Ông tặng dép không lấy hộp xài. Đổi ba có tốt đâu em. Còn vệ sinh quá ha. Đẹp quá. Cái này để mai mang dẹp chân của chị Thương. 35 luôn, sai chị Hoàng. Còn lại để chỗ phòng khách đó. Cái mai dẹp trong nhà. Này là đi qua bộ điểm tạo cho. Rồi sao mà chị thích cứ đơn giản vậy? Ờ, tại chị có quá nhiều thuốc tài vậy. Trái cây. Ờ, chắc chắn rồi. Hồi sáng. Hả? Bà có nhà yên đầu thích á, bà cầm mình vừa đủ lợi cho đâu. Thùng 20 ký, ăn được 3 cái. Vui hướng chết. Ôi ơi. Nhiều quá mùa mưa. Phải, có nghĩa là lúc đầu mùa. Mình đi học Tết trước rồi. Tết là bằng sao. Hỏi gì sao cái em bệnh bệnh hai đó. Ông bảo vệ em nói, chào đi. Bạn hát tốn tiền của tao cho quá. Ờ. Cát thiệt. Không em ăn không cô lắm, xem làm bút chịu. Không phải. Hả? Không ăn chịu. Chị làm bút chịu.
Rất là cam chịu. Anh em này không uống như trái cây của em là ngon hơn uống như trái cây em cảm giác. Em sợ lắm. Mày công việc mới cho đó hôm qua. Cho được lắm. Mày chắc chịu thôi. Đúng rồi. Rất là cam chịu. Chị là chị sang quốc nè. Chị không có tiền của em chị quá không cho. Trời ơi, cao em, chịu em đã có người cái trả lời này. Trời, em đã tìm quá không tối. Trời, Lê Dương một lần quá không hoài nè. Lê Dương là cá nhân quá không hay là nguyên team quá không? Nguyên team đó. Em xưa đã có lòng nhiều đồ, anh có một tuyên rồi. Chị xem có khá một ngỗ lâm không nha. Chắc không, đâu chưa khi bả thuốc, bả thuốc. Bả thuốc gì? Bả làm cái con chó. Trời ơi, mày làm chó vậy, bả thuốc mà. Anh ăn miếng cam đẹp không? Đẹp. Thấy cảm như em miếng cam đẹp không? Năng thiện cảm các cảm sướng cảm dập. Em cũng vậy mà. Nó lâu cái kiếm của mình ra nấu như vậy. Nè, thấy không? Khi ăn cam chúng ta cầm cái này, ta đẩy cái. Đẩy của Thái. Sao nó để cho miệng? Để miệng ra. Chứ không chập 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 như là. Ngon rồi, bỏ khó cứ ăn cam được rồi. Ăn cái son dính cam. Thiệt quá trời là vậy anh đi ai. Vậy mà đâu có chồng. Sao có được 45 tuổi rồi. 45 tuổi đó. 45 tuổi rồi. Chị vẫn chưa tìm ra được cái lý do tại sao không có trai của chị. Ai nào dám mua chị. Ví dụ nghe trai mà đến cuối chuyện gái cho em chiếc xe. Xe gì má xe nào. Xe nào mà sánh chiếc xe bà rồi. Cho em cái nhà nào bà nội. Nhà nào bà bỏ sĩ. Cho bà cái gì giờ. Anh cho em cái gì giờ. Xe mặt nào. Chị cần cái gì chạy. Chị cần cái gì. Giống như ông Trang nói, một đêm mặt nồng. Trời ơi, ai mặt nồng? Trời ơi. Trời ơi. Không tự ai mặt nồng bác. Sao có đâu cần bác. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.